nhằm mang đến niềm vui đón Tết Trung thu cho các bệnh nhi. Sáng nay, đoàn thanh niên các chi đoàn, phòng cảnh sát giao thông, hội phụ nữ, công an tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, báo Hưng Yên, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà Trung thu cho các bệnh nhi đang điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Hơn 30 phần quà gồm có bánh kẹo, sữa và đồ chơi Trung thu đã được trao đến tận tay tất cả các bệnh nhi đang điều trị nội trú tại khoa nhi và một số bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang được điều trị tại viện. Riêng với trường hợp các cháu còn cảnh khó khăn thì ngoài phần quà Trung thu, đoàn cũng đã hỗ trợ thêm một phần kinh phí điều trị. Những xuất quà tuy không lớn nhưng mang nhiều tình cảm, phần nào giúp các bệnh nhi và gia đình có được không khí vui tươi đầm ấm của ngày Tết Trung thu, đồng thời khích lệ động viên tiếp thêm nghị lực để các bệnh nhi và gia đình vượt qua bệnh tật.